Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa hàng. Và bây giờ là 19:30 của ngày 7 tháng 2, tức ngày 28 Tết âm lịch của năm 2023. Năm cũ sắp qua, năm mới cũng sắp tới rồi. Và lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời tri ân cũng như là lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới toàn thể quý khách hàng đã yêu mến, tin tưởng, ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Năm 2023 thì là một năm kinh tế buồn, nhưng mình rất là cảm ơn quý khách hàng cũng như các bạn đã tin tưởng, ủng hộ, cảm ơn cái sự đồng hành, đóng góp của các bạn để mình có cơ hội phát triển. Mình xin chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới, năm 2024 thật là ý nghĩa, may mắn và thật nhiều sức khỏe. Và hẹn quý khách hàng ở những cái video tiếp theo với những chiếc đồng hồ thực sự là chất lượng, đẳng cấp, đúng với câu slogan, đó chính là Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Và nhân tiện đây thì mình cũng giới thiệu với các bạn một chút, đó chính là bé gái nhà mình. Con ra đây. Ok, đây là con nhìn vào màn hình đi. Đây là bé dâu tây. Bé dâu tây thì bây giờ là mới được hơn 17 tháng. Đấy, cháu cũng chưa biết nói được nhiều từ. Camera cho quay lại một chút nào. Ok, con chào các bác này. Con chào các bác, chào cô chú nhá. Con ạ đi. Con ạ cô chú nào? À các bác nào? Ok, và trước khi kết thúc video này, mình sẽ tạm biệt năm cũ, là mình sẽ đốt pháo hoa. Và bây giờ thì mình đã chuẩn bị sẵn pháo hoa ở ngoài mặt tiền của cửa hàng. Thì bây giờ thì các bạn cũng như là quý khách hàng sẽ cùng mình tiến ra phía trước để chúng ta kết thúc video này cũng như là khép lại cái năm 2023 đầy biến động, và cũng như là để chào đón cái năm 2024 thật là bùng nổ. Ok, và mày quay cho ra xa rồi. Mày quay cho ra xa. À, để nhắc cái giàn phụ viên này ra xa hơn nhá. Đồng hồ hiệu.